Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần cuối của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, ở trong nhiều năm qua, thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều người những người mà đi tu á đi tu sư cô có những vị thầy có từ Việt Nam được đưa sang Hoa Kỳ để mà họ tiếp tục cái công việc tu tập ở đây rồi sau một thời gian thì họ lại có thẻ xanh rồi có quốc tịch và định cư như thế này thì những cái visa mà liên quan đến cái chuyện mà tôn giáo dành cho tôn giáo nhập cư vào Mỹ nó có nó có những cái gọi họ gọi là cái quota bao nhiêu một năm vân vân thì cái lúc đầu á những cái số lượng đó không có nhiều người cho nên lúc nào hầu như là những người mà được đưa từ Việt Nam qua hầu hết là được được qua hết rồi ừ. nhưng mà bây giờ thì có lẽ là khó hơn nhưng mà mới đây thì cái chuyện mà đưa người những người mà uh, trong cái danh nghĩa là đi theo cái visa là tôn giáo đó không chỉ ở Mỹ mà còn ở những nước khác thì công an ở bên Việt Nam ở Hà Tĩnh họ mới phá một cái đường dây đó là giả dạng cho cái người đó giả dạng thầy tu để đưa sang bên Úc. Ừ. Nhưng mà đưa sang bên Úc rồi thì người đó sẽ được đưa đi làm việc ở một cái giống một nông trại. Thì cái chuyện này những cái người mà đứng ra để mà tổ chức cái việc làm này á thì họ sẽ nhận cái tiền thù lao là khoảng 300 triệu đồng, ừ. tức là khoảng 10 mười mấy 10 ngàn, mười mấy ngàn đô la, khoảng mười mấy ngàn đô la để mà thực hiện như vậy thì để dễ thì họ biết rằng là ở bên ở bên úc cũng có những cái ngôi chùa họ hay tổ chức những cái khóa tu tập rồi những người tu sĩ từ nhiều nơi họ cũng đổ về đó để tham gia cái khóa tu tập thì họ lợi dụng chuyện đó xong rồi cái người mà muốn đi sang úc theo cái con đường như vậy thì bây giờ ông cái ông này thì tên là ông này tên hồ văn thình thì là người chi tiền rồi còn cái người mà cái đường dây đó thì đây là hai cái người phụ nữ mà bên công an hà tĩnh họ bắt đó là nguyễn thị ngọc hạnh và đậu thị khuyên tức là ông thịnh này thì không phải là thầy tu nhưng mà bây giờ để đi thì họ kêu ông này đầu giả dạng như là ừ. thầy tu như vậy rồi đưa đến một cái ngôi chùa rồi làm mà công quả ở đó coi như là rồi chụp hình gửi đi để giống như là mình là một người vị thầy tu ở đó và lấy một cái pháp danh đàng hoàng để để làm sao để họ dùng cái đó để họ xin cái visa để vào úc thì khi mà xin cái visa như vậy người này lấy cái pháp danh là thích giác ngộ ừ. thì trong cái quá trình họ làm việc thì công an họ khám phá ra được cho nên là họ bắt. Mà từ ở chỗ mà những người giả như thế này rồi họ cũng có pháp danh, họ cũng ở trong chùa đó thì làm cho Ngọc Lan nhớ đến là trong cách đây cũng 3 năm khi đi làm một cái phóng sự điều tra cũng liên quan đến những người tu hành thì đó trong đó mình muốn đi tìm một người có một cái pháp danh à, thích gì đó Ngọc Lan không có nhớ chính xác. Nhưng mà cái tên đó cũng đặc biệt thì khi đi tìm đi tìm thấy ở đây ở kia mình đi vòng vòng những cái ngôi chùa mà người đó xuất hiện để mình tìm nhưng mà cái lúc mà ngọc lan hỏi một vị hòa thượng mà đã tu tập ở mỹ này hơn 40 năm rồi ngọc lan hỏi là à, thầy có biết cái người tên là như vậy không thì tự dưng cái vị hòa thượng đó bật cười ừ. nói là tên gì tầm bậy vậy thì khi mà nghe như vậy ngọc lan rất ngạc nhiên đấy ủa cái cái này là pháp danh của cái người đó wow. mà thầy nói là tầm bậy là sao? Thì vị thầy rất ngỡ rằng là Ngọc Lan nói đùa. Thì thầy đó mới nói rằng là nó không, không có ai đặt cái pháp danh như vậy hết đó. Ừ. Đặt pháp danh là nó phải có ý nghĩa như thế nào và cái cách thức đặt ra làm sao. Chứ cái pháp danh Ngọc Lan không ai có. Đó là cái lần đầu tiên mà Ngọc Lan ngạc nhiên về cái chuyện mà một pháp danh của một vị thầy mà được một vị thầy đi tu ở đây hơn 40 năm rồi tự nhiên bật cười nó không có ai pháp danh mà kỳ như vậy thì lúc đó ngọc lam mi mới nhớ lại là trước khi hỏi vị thầy này mình cũng gặp một vị thầy ở một ngôi chùa khác mình họ cũng hỏi cái tên người đó thì cái người cái cái vị thầy kia không có bật cười hoặc là nói là cái pháp danh gì kỳ và vậy nhưng mà chỉ giống như là cũng mình nhớ lại cái cảm giác họ nhét cái tên gì mà lạ vậy thì bây giờ có thể những người đó khi mà họ để một cái pháp danh họ không hề là người đi tu cho nên là họ không biết cái pháp danh đó là đúng hay là sai và như thế nào mà chỉ có những người đó tự nhiên họ nghe cái họ bật cười họ nói cái tên gì mà lạ vậy tên tầm bậy thì ở đây trong trường hợp này vị này thì lấy tên là thích giác ngộ yeah. à, thưa quý vị khai trương một quán trà sữa mà lại lại là sự chú ý của cảnh sát thì cái chuyện này đó, nó nó hi hữu À, thường đó khi mà chúng ta khai trương thì chúng ta cũng biết là mình phải quảng bá làm sao cho mọi người biết đến cái ngày khai trương của mình đặc biệt là cái anh chàng chủ nhân của cái cái tiệm trà sữa này ở Concord ở Bắc California đó ảnh khai trương cái tiệm trà sữa là Milti La, La La, La Lab nè Lab rồi cái ngày khai trương á thì anh đăng lên mạng xã hội là sẽ có free à, nước uống nếu mua một tặng một hoặc là 100 khách đầu tiên tới thì sẽ như thế nào thế nào thì làm cho cái ngày khai trương nó sẽ rầm rộ hơn nhiều người biết đến hơn tuy nhiên trong những cái lúc mà mời như vậy đó thì một số bạn bè của ảnh cũng trên mạng xã hội mà những người đam mê xe gọi là mắc tiền xe thể thao thì họ mới đăng lên họ nói rằng là ngày hôm đó chúng ta hãy mang những chiếc xe đẹp tới khai tới thành dự ngày khai trương và đấu ngay chỗ này nè đó cho mọi người tới nhìn ngắm xe của chúng ta này kia nhưng những cái lời mời đó đã bị sợ cảnh sát họ đọc được rồi họ đọc được ha thì họ mới gửi thơ cho anh này họ nói rằng là ngày hôm đó khai trương thì khai trương nhưng mà không có được mang xe nào tới đây để trưng bày gì cả thì anh này anh phản đối liền anh nói rằng là ủa ngày khai trương tiệm của tôi bạn bè tôi mang xe tới thì cũng giống như là mọi người khác họ mang xe tới họ đứng họ xếp hàng họ cũng mua trà sữa thì làm sao họ cấm họ được đó là, là chuyện của họ rồi cái khu này á là cái khu đất trống trước đây có cái tiệm khê mạc ngay đây nhưng mà bây giờ khê mạc đã đóng cửa rồi thì cái bãi đậu xe của khê mạc thì nó rộng lắm lớn lắm nó không có cản trở gì hết cho mọi người ở đây cả anh nói rằng là sợ cảnh sát làm khó ảnh à thì là anh chống lại thế nhưng ngay cái ngày mà khai trương đó thì anh nói rằng là ngày hôm trước thì cái khu bạc kinh ở đây đó cái khu đậu xe ở đây nó bình thường lắm nhưng qua tới sáng ngày hôm sau ngày khai trương của anh anh tới thì anh thấy là có những cái bảng đó đã được cấm lên trong đêm cấm tụ tập cấm đậu xe bừa bãi cấm này kia anh nói, ủa gì kỳ vậy? Ngày khai trương của tôi là cái ngày hoành tráng của tôi, ngày mà tôi muốn tiệm của tôi, ai cũng biết đến, tôi không phải là một cái doanh nghiệp lớn là có công ty, có vài trăm cửa hàng trà sữa, tôi chỉ là một người nhỏ, lẻ, mở một tiệm trà sữa và muốn bạn bè tới chơi, cũng giống như là à, tới ngày hôm đó, thí dụ có một cái đội banh nào đó ghé qua chơi đi, thì họ cũng đứng chụp hình chung với lại những người khách hàng, à, họ cũng tới đó họ ủng hộ tôi, thí dụ vậy, không đã cấm người ta tới nữa hả? À tại vì đông người qua tới chụp hình rồi tới là gây rối trật tự hay sao đó cho nên cái việc mà cảnh sát của Concord là như vậy ảnh nói là là không đúng là tại vì ngày khai trương của tôi bạn bè tôi tới họ muốn đậu xe ở đó là người khác tới coi xe của họ rồi, này kia đi đi bạn ở đây là có cái bạn cấm là cấm đậu xe quá hai tiếng thì chừng hai tiếng là họ rời đi rồi chúng đâu có cản trở gì đâu mà đây cũng để cho thấy rằng là khai trương một cái tiệm bạn bè tới giúp mình để cho cái tiệm mình nó nhiều người biết đến đó cũng hơi phiền á cảnh sát cũng nói rằng là đông quá như vậy đó sẽ gây rối trật tự công cộng như vậy là ở mỹ là cũng có công an mạng <cười> <cười> thật sự khi mà mình xem những cái vụ mà điều tra của cảnh sát thì mới thấy thật... nó làm cho mình ngạc nhiên nhiều lắm ví dụ như mới đây một người đi về việt nam bị mất một cái thùng đồ thì khi mà cô này khiếu nại thì họ nói là ok họ sẽ truy tìm thì cái cách mà họ tìm á mới thấy cuối cùng biết biết được á những cái camera họ đặt vòng quanh ở những nơi như phi trường vậy nó rõ và nó kinh khủng vô cùng để thấy được người phụ nữ nào đã lấy cái thùng đó bỏ lên chiếc xe nào chiếc xe đó là biển số là gì để họ truy thẳng đến nơi như vậy ừ. hay là trước đây chúng ta có một cái bản tin ở Mỹ cái anh chàng đó anh đi làm sao rồi cái anh đứng ở ngay phi trường đó có một người phụ nữ cái tấm vé uh, lên máy bay á um, thì anh này anh đứng cái bên cái vợ bộ anh lấy cái phone cái anh chụp cái tấm vé đó xong anh đi vô trước để anh ngồi cái chỗ đó đến khi người kia lên thì người ta không có chỗ thì lúc mà người ta điều tra ngược trở lại á mình mới thấy rằng những cái camera ở phi trường họ zoom có nghĩa là mình thấy nó đông như vậy mà họ zoom ngay cái chỗ anh đó để chỉ ra rằng là lúc đó anh này đã cầm cái phone chụp lên cái vé máy bay như thế nào ừ. nên rất là sợ đừng có nghĩ là mình đi đến những nơi đó mình có thể mình mình làm những cái chuyện phạm pháp không ai hay hoặc là một cái cử chỉ một hành động gì không ai biết Tại không biết là bởi vì lúc đó là chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mà khi mà có việc xảy ra họ điều tra thì sẽ thấy được là trời ơi ở đâu Việt Nam hồi xưa có chữ tai mắt nhân dân có cổ này là tai mắt camera hay là trong cái vụ mà hồi 6 tháng 1 của năm 2020 đó cái lúc mà tấn công vào ở trong cái um, tòa nhà quốc hội thì sau này điều tra là cái gì? Quý vị sẽ thấy những cái camera đó họ từng gương mặt như thế nào họ lọc 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 ra hết, ghê gớm lắm. Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay, cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị được một kỳ nghỉ thật là vui, thật là an lành. Sau cà phê sáng là chương trình Thời sự Thế giới, xin kính chào quý vị.